Mình được sinh ra và lớn lên tại vùng quê, nên từ nhỏ đã quen với việc làm nông, được học cách trồng trọt theo sự hướng dẫn của bà. Bà thường hay nói, mùa mưa đến rồi, bỏ đất trống lãng phí lắm, trồng để có rau ăn hàng ngày nên sẽ tiết kiệm được tiền đi chợ. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, bà mình cũng già đi nên không tiếp tục công việc trồng trọt được nữa. Còn mình thì lớn lên cần phải tiếp tục đi học cao hơn nên đã rời làng quê lên Sài Gòn. Tại nơi đất khách, mình quay cuồng với việc học, đi làm để thực hiện mục tiêu tìm chỗ an cư tại nơi đây. Hơn 10 năm tập trung cho công việc thì mình cũng đã thực hiện được mục tiêu an cư lạc nghiệp. Và rồi công việc cũng ổn định nên mình nghĩ cho bản thân nhiều hơn, và thế là mình lại bắt đầu bằng công việc làm nông trên phố. Mà nói thật, làm nông trên phố nó khác nhiều so với làm nông tại nông thôn. Do đó mình lại bắt đầu học từ các anh chị đi trước. Và thế là hôm nay mảnh vườn sân thượng nho nhỏ của mình cũng có cả rau, hoa và trái để cho mình nhìn ngắm, thu hoạch hàng ngày và chế biến thành các món ăn ngon sạch cho những người thân yêu. Hôm nay cũng như mọi ngày, mình lại tiếp tục thu hoạch rau, hoa, trái trong vườn để nấu bữa cơm quê đậm chất miền Nam.